Mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Rất cảm ơn mọi người đã trở lại với kênh Fion Frying Pan. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu món thịt đùi gà cuộn đúc lò cùng với khoai tây. Đây là một món đậm đà, hấp dẫn, kết hợp giữa vị ngọt mềm của thịt và sự bùi bùi của khoai tây. Món này giàu dinh dưỡng mà còn rất phù hợp cho các bữa ăn trong gia đình hoặc tiệc tùng. Đầu tiên tôi cần phải có 1,2 kg thịt gà cùng với 3 củ khoai tây lớn. Thịt gà được sơ chế rửa sạch để ráo nước, lột da, bỏ xương và cuộn gọn cùng với các gia vị. Phần gia vị kèm theo tôi sẽ đính kèm bên dưới phần video. Mong mọi người hãy theo dõi để hiểu thêm. Thì khoai tây gọt vỏ, sắc lát, cũng có ướp một ít gia vị cho thấm đậm. Chẳng hạn như muối, tiêu và một chút dầu ăn. Sau khi sơ chế thịt gà thì mình cuộn, trước khi cuộn mình phải ướp cùng với muối, tiêu, hạt nêm, tỏi và một số các cái gia vị như dưới đây: oregano, basil và một chút đồ nêm đặc biệt dành cho thịt gà. Chỉ hơi mất thời gian một chút vào cái khâu mình phải sơ chế thịt gà. Bạn có thể tìm mua thịt gà họ đã làm sẵn với không xương, không da thì dễ dàng hơn cho những gia đình bận rộn. Nhưng mà ở đây tôi có thịt gà vẫn còn xương và da, cho nên tôi muốn trình bày cho rõ ràng để mọi người hiểu. Thịt gà được ướp và chải ra trên một tấm thớt và sau đó cuộn lại. Trước khi bỏ vào khay để nướng thì mình sắp xếp khoai tây, một chút dầu ăn và các đồ nêm như muối, tiêu, bột màu cho đẹp mắt. Khi đã cuốn thịt để lên trên, mình cũng phải cần cho thêm một chút gia vị để cho có màu sắc thật đẹp. Và cũng cùng lúc này, mình cần phải có thêm khoảng 1 cup nước để cho phần thức ăn của mình bên ngoài giòn nhưng bên trong mềm mại, không bị khô. Vì miếng thịt khá dày cho nên tôi phải dùng dao để khứa nhẹ trên miếng thịt và ướp gia vị. Sau đó thì mình cuộn lại. Tùy theo khẩu vị của từng gia đình của mình thì mình có thể gia giảm gia vị không quá mặn, như vậy là được rồi. Với 1,2 kg thịt thì tôi cần 2 muỗng canh bột nêm, bột hành, bột tỏi. Kèm theo đó là các cái loại gia vị thông thường khi mà bạn có thể tìm thấy ở trong cửa hàng họ bán sẵn. Các cái loại lá khô như lá basil, lá oregano và thêm một chút và cũng là bột để nêm cho thịt gà. Đó là cái loại đặc biệt dành cho thịt gà. Đây cũng là một cái món ăn của người Tây phương.
Nếu như bạn có thể dùng để nướng cũng rất ngon. Nhưng vì đây là một cái món tôi muốn giới thiệu rõ ràng hơn, bạn có thể nướng, bạn có thể đúc lò và bạn có thể dùng air fryer. Với những cách này, món ăn cũng trở nên rất ngon miệng. Để cho một ngày cuối tuần, bạn có thể dùng món này để đãi cho gia đình của mình, hoặc là những cặp đôi mới yêu nhau, bạn có thể làm cái món này để giới thiệu cho người yêu biết là mình nấu ăn cũng khá đó nha. Tiếp tục cuộn thịt gà cho đến hết. Sau khi đã bỏ vào khay nướng, không quên cho thêm một ít dầu ăn để cho món ăn thêm mượt mà. Và cũng có thêm một chút đồ nêm ở bên ngoài cho có màu sắc đẹp hơn. Và như vậy là khâu chuẩn bị mình đã xong. Trong lúc này, bạn nên bật lò nướng lên để ở nhiệt độ 390 độ F. Là khoảng 200 độ C. Như vậy, khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Nướng trong khoảng thời gian 30 đến 40 phút tùy theo độ dày của miếng thịt gà. Cần phải có một củ hành tây lớn, sắc hạt lựu để xào, bỏ lên trên món ăn của mình cho thêm phần hấp dẫn và thơm. Thank you.
Khi thấy thịt gà và khoai tây chín vàng đều, gà thơm mềm. Khi kiểm tra nhiệt độ đạt được tới 165 độ F, có nghĩa là món ăn của mình đã chín, nhưng cũng cần phải cho thêm một ít cheese lên trên mặt và bỏ lại vào trong lò. Khoảng 5 phút sau, món ăn đã hoàn tất. Như tôi đã giới thiệu thì đây là một món ăn bình thường trong gia đình thường dùng, hoặc cũng có thể được bày trong một bữa tiệc. Món này giàu dinh dưỡng, rất phù hợp cho tất cả các thành viên trong gia đình. Khoai tây được nướng kèm với một lớp cheese cùng với hành cắt nhỏ, xào sơ và nướng. Như vậy tất cả các mùi vị kết hợp với nhau làm cho món ăn thêm đậm đà, khiến cho mỗi người cắn thêm một miếng lại muốn thêm một miếng nữa. Đây là món ăn vừa dễ làm, vừa đẹp mắt và rất thích hợp để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày trong gia đình. Nếu như bạn cần cho một bữa tiệc thì đây cũng là một cái loại thức ăn rất phù hợp, nhìn rất bắt mắt và cũng dễ ăn. Rất mong mọi người sẽ làm thành công và ngon miệng. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các quý vị. Hẹn gặp lại trong những video lần tới.